Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với eWay 301, tiếp tục chuỗi video giới thiệu và bán những bộ dây loa, dây tín hiệu âm thanh cao cấp, hàng tuyển chọn, hàng sưu tầm cho anh em. Và ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu đến anh em một mẫu dây loa được rất nhiều anh em yêu thích và đón nhận từ trước đến nay, đó là dây loa của Hitachi bản 50 lõi. Như anh em thấy, bản 50 lõi. Và bộ dây loa này thì tôi đã có một bộ làm mẫu cho anh em. Đây là bộ làm mẫu cho một anh khách, là anh đặt là sử dụng rắc bắp chuối lòng súng. Bắp chuối lòng súng như này. Rắc là chất, rất là chất, và làm hẳn cái chặn dây như này, chặn dây của Magintoc nhá. Chặn dây của Magintoc. Bên ngoài bọc lớp vỏ bên ngoài màu xám. Anh em có thể yêu cầu bọc những lớp vỏ màu khác cho nó sáng hơn nhá, tùy thuộc anh em. Đây sẽ giới thiệu với anh em luôn, đây là cái dây của Hitachi này, dây này mình khai thác được. Có rất nhiều anh em là hỏi tôi rằng là em cũng có anh bạn ở Nhật, anh gửi cho ít dây tín hiệu của Hitachi, không biết là có làm dây loa được không, hoặc là làm dây tín hiệu được không. Thì tùy thuộc vào cái kết cấu của dây anh em nhé. Hitachi thì có nhiều loại, dòng dây tín hiệu dân dụng, dây công nghiệp thì nó rất là bình thường thôi. Còn cái dòng mà chúng ta làm dây loa ấy, trong audio nó phải là dòng dây cao cấp thì nó mới hay được, nên là không phải cứ dây Hitachi là chúng ta mang vào làm đâu nhé. Đó, cái lớp vỏ nhá, tôi sẽ bộc ra. Lớp nhựa rất là dẻo và dài, dây này khá là mềm, anh em thấy tôi cầm một dây khá là to, 50 lõi khá là to mà nó vẫn mềm sùi sụi như này. Đây là một cái lớp lưới, lớp lưới đây, anh em thấy lớp lưới nó rất là dày, và bên trong là 50 lõi dây và được bọc bởi lớp giấy nữa, 50 lõi dây, và nó cứ bện hai màu cùng màu, nó tiện xoắn lại với nhau, xoắn lại thành cặp với nhau, âm dương một sợi âm một sợi dương xoắn lại. Đó. Và nó được đánh số bằng cách là phân biệt bằng cách là cái gạch trên dây này. Đây này. Mỗi gạch là số 1 này. Đấy, cái này một gạch này, cái này hai gạch, cái này ba gạch. Họ đánh dấu bằng cái gạch trên dây, rất là cầu kỳ. Mình sẽ tách cho anh em xem cái lõi của nó. 50 lõi dây thì mình chia cho hai chia đều ra là mỗi vế là mỗi bên âm dương là 25 lõi. 25 lõi như này. Vì sao thì lại phải cái sợi dây 50 lõi như này, nó lại hay như vậy, và nó lại tiếng nó tròn trịa, cái độ mèo tiếng nó rất là thấp, là bởi vì là mỗi cái lõi dây, mỗi cái tao dây được bọc với lớp vỏ như này, nó không ít bị ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng tiếp xúc bề mặt giữa các lõi dây nhá. Nên là cái độ trễ tiếng cũng như cái độ tròn tiếng nó rất là chính xác, nên là gần như cái bộ dây Hitachi 50 lõi như này đem cái độ trung thực rất là cao, trường âm rất là rộng. Rồi nhá, ok. Đây là cái phôi dây, thì anh em có thể đặt theo yêu cầu, đầu rắc tôi làm cho anh em, giá rất hợp lý đó. Và nhân tiện đây là mình giới thiệu cho anh em một số cái đầu rắc bắp chuối nhá. Rắc bắp chuối đây, tôi có cho những anh em nào mà cần những bộ dây, những bộ dây tín hiệu, dây loa cao cấp thì cần những bộ rắc cao cấp, thì ở đây tôi có cho anh em này. Rắc bắp chuối khóa gen, rắc bãi của Lakamichi. Nó có nhiều hãng nhá, tôi có này, cái này của Lakamichi, cái này của Broling này, đa số nhìn giống nhau, cái này của Nakamichi đây. Thì rắc này rắc khóa dùng như nào? Chúng ta thứ nhất là có chỗ cho dây nhá, ở đây cho dây vào đây, siết ốc lại, nó còn ốc. Có thằng thì ở đây, thằng này thì lại kẹp, thằng này thì lại chơi kiểu khác, thằng này thì không bắt ốc mà lại kẹp dây kiểu này, đút dây vào dưới này, cho dây vào vòng qua và siết lại. Đó, đây là phần đi dây. Còn nói chung là để sử dụng thì đây, nhìn chung như này, khi chúng ta cắm vào thì nó siết lên, khóa lên, thì cái bắp chuối này nó sẽ nở ra, nó sẽ nở to ra. Đó, quý vị thấy nó sẽ nở to ra, nó sẽ ôm chặt vào thiết bị của chúng ta. Khi rút ra là chúng ta nới ra để cho nó hẹp lại và rút ra thôi. Đây là rắc bắp chuối khóa anh em nhé, khóa gen.
Còn một loại nữa cao cấp hơn, à loại này tôi để cho quý vị và các bạn giá 100 ngàn một rắc nhá. 100 ngàn một rắc sao bắp chuối khóa như này, hàng bãi xịn mạ vàng đấy. Còn loại nữa cao cấp hơn là đây, rắc nòng súng có hai màu anh em nhé, phần tiếp xúc thì rất là tốt rồi. Đây thằng này cũng là khóa như vậy, cắm vào rút ra thì siết được lại, lở ra nó sẽ nở ra. Và đây chỗ chúng ta đi dây siết ốc vào đây, đặc biệt là nó có thể cắm thêm một cái bắp chuối nữa vào đây nhé. Anh em xem nó có một cái bắp chuối đây, chúng ta cắm vào đó, lối thêm một cái nữa, đi thêm con loa nữa, rất là ok. Hoặc là kẹp càng cua vào đây này, cho càng cua vào đây kẹp lại. Rắc bắp chuối lòng súng này có giá là 150 ngàn một rắc anh em nhé, còn rắc bãi xịn cho anh em thôi, tôi có rất là nhiều đấy. Còn nếu như mà anh em cần rắc bắp chuối rẻ hơn đấy, tôi có này, giới thiệu này, đây rắc bắp chuối này tôi để cho anh em 8 rắc là 250. Anh em không phải đi mua ở ngoài cả, ở ngoài rắc anh em mua ở chợ hàng bình dân hàng rẻ cũng giá đấy rồi, 20-25 nghìn một rắc rồi. Ở đây 8 rắc tôi lấy anh em 250, còn rắc xịn thôi tặng luôn coi nhiệt cho anh em những cái bộ rắc này. Đây này, rắc bắp chuối như này này, có hai chuẩn nhá cho anh em nhé. Đây, lấy hai chuẩn cho anh em, anh em nhìn kỹ này, cam này cam này, có hai chuẩn nhá, chuẩn nào cũng được, chuẩn này và chuẩn này nhé. 250 một bộ 8 rắc, tặng con nhiệt như này cho anh em dùng, rất tiện lợi. Anh em cần thì alo tôi gửi hàng cho. À, còn loại nữa hàng bãi, hàng này xịn hơn. Đây anh em xem, như cái mỏ vàng đấy, còn rắc bãi xịn thôi, rắc này đó cũng rất là đẹp. Đây này, rắc này 50 ngàn một rắc anh em nhé, thằng này 80 ngàn này. Rắc carbon loại này này, nó cao cấp nhá. Anh em thấy rắc carbon rất là đẹp. Và ở giữa nó có cái anh em nhìn đấy nhá, không phải rắc nào cũng có. Để rắc răng cưa, gọi là rắc răng cưa, nó có răng cưa ở đây. Và ở giữa nó có cái lõi chống bẹp dây rắc này. Hàng xịn sẽ có. Thì cắm vào giúp ra nó không bị bẹp cái này. Rồi tiếp xúc rất là tốt, có giá 80 ngàn đồng một rắc nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu như quý vị và các bạn cần những cái sản phẩm liên quan đến phụ kiện âm thanh thì vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.